Chào nị, giờ mình cùng xem video sau nha. Kỳ diệu ha nị, đây là một sản phẩm của hãng gốm sứ Marumo Takigi đến từ Nhật Bản. Thay vì chỉ tạo ra một chiếc tách bình thường, thì người chủ của hãng đang nảy ra ý tưởng để khiến những chiếc tách, chiếc ly này có thể tương tác với người dùng bằng cách thay đổi màu sắc và họa tiết theo nhiệt độ của nước. Những họa tiết này được sơn bằng một loại sơn đặc biệt có thể đổi màu khi nhiệt độ nước từ 17 độ trở xuống và từ 54 độ trở lên. Thì ở gần mức nhiệt độ tiêu chuẩn thì sản phẩm nó chỉ đổi màu nhẹ thôi. Nhưng càng tăng hoặc là giảm nhiệt độ trên cái mức tiêu chuẩn thì màu sắc sẽ trở nên rõ ràng và đẹp hơn. Họ có bán ly uống nước nè, và cả ly uống rượu sake nữa. Rất đẹp và sáng tạo hả nị. Giá của một bộ này rất là mắc, nhưng á, lúc nào cũng bán hết hàng luôn á. Cô nghĩ cũng phải thôi, độc đáo và đẹp mà. Hy vọng á, là một ngày nào đó mình được trải nghiệm ha. Đẹp vậy chắc phải uống đi uống lại nhiều lần. Mà uống nước nhiều cũng tốt cho sức khỏe mà. Chỉ có điều là uống rượu nhiều thì không có tốt đâu nha. Mong nị thành người đàng hoàng. Bye nị.